Trung Quốc tức giận bởi lời bình luận của Thủ tướng Nhật Bản về đệ nhất thế chiến, tin từ Bắc Kinh. Trung Quốc hôm nay đã kêu gọi Thủ tướng Nhật Bản ông Shinzo Abe hãy đối mặt với lịch sử, chứ không nên so sánh tình trạng căng thẳng hiện nay giữa Nhật Bản và Trung Quốc với sự cạnh tranh giữa Anh và Đức trong thời gian trước đệ nhất thế chiến. Mối quan hệ Trung-Nhật từ lâu đã căng thẳng do Bắc Kinh cho rằng Tokyo đã không chuộc lỗi đủ cho sự xâm chiếm Trung Quốc trong những năm 1930 và 1940. Và gần đây, mối quan hệ này càng trở nên tồi tệ hơn do sự tranh chấp lãnh thổ, sự nghi ngờ của Tokyo trước sự gia tăng sức mạnh quân sự của Bắc Kinh và chuyến thăm của ông Abe đến đền thờ Yasukuni, được cho là nơi tôn vinh quá khứ chiến tranh của Nhật Bản. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, ông Abe đã nói rằng Trung Quốc và Nhật Bản đang ở trong một tình huống tương tự như của Anh và Đức trước đệ nhất thế chiến. Các báo cáo trích dẫn ông Abe nói rằng mặc dù các đối thủ lúc đó có mối quan hệ thương mại mạnh mẽ, nhưng điều đó cũng đã không ngăn chặn sự bùng nổ của cuộc chiến tranh vào năm 1914. Thêm vào đó, sự gia tăng liên tục trong chi tiêu quân sự của Trung Quốc là nguồn gốc chính của sự mất ổn định trong khu vực. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Cộng, ông Tần Cương, hôm nay nói rằng ông Abe nên đối mặt với những gì mà Nhật Bản đã làm đối với Trung Quốc trước chiến tranh và trong lịch sử gần đây hơn là nói về đệ nhất thế chiến. Và Nhật Bản mới cần phải giải thích tại sao đang tìm cách sửa đổi hiến pháp hòa bình của mình và tại sao Tokyo đang tăng cường sức mạnh quân sự. Phát ngôn viên của chính phủ Nhật Bản, ông Yoshihide Suga, phủ nhận là nhà lãnh đạo Nhật Bản muốn nói là có thể có chiến tranh giữa hai cường quốc lớn của châu Á, mà ông chỉ muốn nói rằng mối quan hệ căng thẳng giữa Nhật Bản và Trung Quốc không nên trở thành như trong thời đệ nhất thế chiến. Thương mại song phương của Trung Quốc và Nhật Bản trị giá gần 334 tỷ Mỹ Kim trong năm 2012.